Dạ vâng, xin chào toàn thể các bác và anh em đam mê nhé. Thì hôm nay ở video này, bên shop tiếp tục lên giới thiệu đến cho bác và anh em một số cái dòng bơm tay và bơm máy đang được các bác tin tưởng và sử dụng khá là nhiều các bác nhé. Đấy, bác nào mà bơm tay nó đang hỏng này, thì các bác không muốn thay sửa hoặc các bác sửa chữa chán rồi mà nó không được thì em lên cho bác chỉ có combo 400.000 thôi, 400.000 thôi. Các bác sẽ có ngay một con bơm mới nhé. Các bác không phải mua bơm mới đâu, các bác chỉ cần bỏ ra 400.000 là các bác có một con bơm như là bơm mới về các bác dùng luôn nhé. Đấy, đây thì trên tay em đang cầm cái này là một cái thân bơm tay các bác nhé. Đấy, bơm của các bác chủ yếu nó hỏng ở trong này, nó có ti rong sim phớt, nó bị các bác dùng lâu ngày rồi nó không lên hơi nữa, hoặc các bác sửa chữa rồi mà nó vẫn kém, nó không đẩy được hơi, thì em giới thiệu đến cho bác một cái thân bơm như này nhé. Một cái thân bơm như này giá là 400.000 nhé. Bơm này lắp được tất cả các dòng bơm tay nhé. Về các bác chỉ cần siết con ốc này vào là các bác dùng được thôi. Các bác chỉ cần bỏ ra 400.000 là các bác có ngay một con bơm như là bơm mới nhé. Đấy, anh em tận dụng cái đế bơm, đồng hồ, dây bơm, tay nắm cũ của mình nhé. Anh em lắp con này vào cho em. Các bác chỉ cần bỏ ra 400.000 sở hữu ngay một con bơm. Các bác không cần mua bơm mới nhé, mà các bác dùng cũng như là bơm mới luôn nhé. Vì nó là thân bơm, em tháo ở thân bơm mới ra đặt nguyên chiếc từ nhà máy cho các bác nhé. Đấy, chỉ có 400.000 thôi. Trước đây các bác hỏng các bác phải sửa chữa chán rồi không được các bác mua bơm mới, nhưng bây giờ các bác không cần nhé. Các bác mua cái thân bơm này cho em về các bác lắp vào là các bác dùng ok rồi. Bây giờ em sẽ giới thiệu đến cho bác chi tiết về 1, 2, 3, 4 cái dòng bơm tay và 3 cái dòng bơm máy nhé. Đấy, thì bác nào mà điều kiện kinh tế hạn hẹp thì mình có thể lấy bơm tay. Và bác nào chán bơm tay rồi thì mình lấy bơm máy cho em nhé. Bác nào muốn mua hàng thì vui lòng gọi điện trực tiếp đến hai đầu số trên này của shop để đặt hàng nhé. Hàng của em gửi đi cho bác là hàng miễn phí ship được đồng kiểm nhé. Em gửi đi cho bác ship code COD 63 tỉnh thành trên mọi miền Tổ quốc, hoặc có thể gửi xe cho các bác nhé. Này, con bơm đầu tiên giới thiệu đến cho bác và anh em này. Con này là con đồng hồ bé, là ẩm bé nhé các bác nhé. Đấy, con này thì sẽ là chân cành én không gấp. Đó, hiện tại cái mẫu bơm này thì để cho anh em phù hợp chơi với những anh em chơi những cây truyền thống, anh em chơi những cây bắn bi ấy. Đấy, thì các bác lấy con này vô cùng là hợp lý. Vì sao ạ? Vì những con đấy hơi ép, nó không yêu cầu cao, thì các bác lấy con rẻ tiền này, các bác bơm nó vẫn đáp ứng tốt yêu cầu của các bác nhé. Giá của con này thì con này thì mức áp bao cho anh em bơm mức áp tối đa từ 180 cho đến 250 cân nhé, trên một nỗ nhạc. Con này có nhược điểm là chân không gấp, nó là cái dòng bơm bé, đồng hồ bé, nó ẩm bé hay bơm nó sẽ không nhanh bằng những cái loại này, nhưng mà cái giá trị đồng tiền các bác bỏ ra nó sẽ thấp hơn nhé. Chỉ có 500.000 thôi nhé, 500.000 con bơm này là bơm đồng hồ bé hoặc ẩm bé. Bác nào muốn lấy con này thì nhanh tay gọi điện đến hai đầu số của shop để đặt hàng nhé. Con bơm thứ hai thì lên cho bác con bơm FB con báo nhé. Đây, đặt cho bác con lên cho bác con bơm FB con báo này. FB con báo đồng hồ to, nọ ẩm to, chân gấp các bác nhé. Đấy, đồng hồ to, nọ ẩm to, chân gấp, bơm FB con báo. Đây, các bác thấy xịn xòi chưa? FB con báo, đồng hồ to, nọ ẩm to, đồng hồ dầu nhé. Cái này thì trước đây các bác mua con bơm này các bác phải bỏ ra khoảng độ tầm 700 cho đến 800 nhé. Nhưng hôm nay các bác bỏ chỉ cần bỏ ra 650.000 thôi. 650.000 đã bao gồm cước phí vận chuyển đến tận nhà cho các bác một con bơm đồng hồ to, nọ ẩm to, hiệu FB con báo, chân gấp, rất là xịn xòi nhé. Các bác không nghe nhầm đâu, 650.000 nhé, 650.000 bao gồm cước phí vận chuyển đến tận nhà cho các bác, đến nơi các bác kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Đúng hàng, đúng chất lượng, đúng mẫu mã, đúng mô tả, đúng sản phẩm các bác nhận hàng nhé. Các bác không phải cọc cạch gì, đến nơi các bác nhận hàng, thanh toán nhé. Còn giới thiệu đến cho bác con bơm thứ hai. Đây, trên tay em đang cầm con bơm này, con bơm đến từ thương hiệu Honda các bác nhé. Đấy, đây, các bác nhìn này, con bơm này đến từ thương hiệu Honda, chân gấp này các bác. Đấy, chân gấp này. Này, đồng hồ sẽ là đồng hồ dầu, đồng hồ to các bác nhìn này, lọc ẩm sẽ lọc ẩm siêu to khổng lồ. Đấy, so sánh với con bơm 650 nó khác nhau một trời một vực đúng không? Cái con bơm Honda này thì nó có ưu điểm nhá, ở trong thân bơm này đã có sẵn nước làm mát nhá, bao cho anh em bơm rất chi là nhanh và nhẹ, chống nóng, bền theo thời gian nhá. Bảo hành cho bác con này là 12 tháng, con bơm này bảo hành 6 tháng nhá. Con này lên đời bảo hành cho các bác và anh em 12 tháng, các bác nhìn lọc ẩm siêu to khổng lồ nhá. Con này thì bao cho các bác bơm mức áp tối đa 300 đến 350 cân trên một nỗ nhạc. Các bác bơm rất chỉ nhẹ, nó nhàn, nó khỏe, nó không vất vả như các bác bơm những cái dòng rẻ tiền đâu nhé. Mẫu này giá công khai cho bác con bơm Honda là 900.000, bảo hành cho bác và anh em 12 tháng nhé. Các bác nào muốn chốt con này thì nhanh tay gọi điện trực tiếp đến hai đầu số trên của shop để đặt hàng nhé. Còn bây giờ lên cho bác con bơm này. Đây là con bơm Dragon phiên bản dòng nhé. Các bác nhìn này, Made in Japan này. Con này là bơm của Nhật nhé, nguồn gốc xuất xứ Nhật nhé. Bảo hành toàn quốc 12 tháng, chân gấp nhé. Đấy, các bác nhìn xịn xòi chưa? Các bác nhìn logo Dragon phiên bản dòng. Các bác nhìn này,
nọc ẩm to. Đồng hồ sẽ đồng hồ dầu ban đêm có dạng quang, các bác nhìn đây sáng sáng nhá, đấy phát sáng luôn đó. Con này mức áp tối đa bao cho bác bơm 350 thêm 380 cân. Con này ưu điểm thì có sẵn nước làm mát trong bơm này, bơm rất chìa nhanh, nhẹ, khỏe, bền và bền bỉ theo thời gian nhé. Mẫu Dragon phiên bản rồng hàng của Nhật này em đang bán giờ công khai 1.300.000 bao ship tận nhà cho các bác nhé. Đến nơi bác kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhé. Con bơm này giá là 1.300.000 Dragon phiên bản rồng, bơm Honda 900, bơm FB con báo đồng hồ to là ổng to 650. Còn cái bơm đồng hồ bé là ổng bé này là 500.000. Các bác lưu ý giá này em đưa ra cho các bác là đã bao gồm cước phí vận chuyển đến tận nhà cho các bác nhé, tức là bên em sẽ free ship cho các bác luôn nhé. Các bác nhận hàng các bác chỉ cần thanh toán đủ, các bác không phải phát sinh thêm một đồng một xu nào tiền cước vận chuyển hay là tiền ABC BG các bác nhé. Đấy. Còn về bơm máy này thì em sẽ giới thiệu cho các bác ba cái dòng bơm máy. Dòng bình dân là bơm Tiger nhé, bơm Tiger của con hổ giá sẽ là 3.200.000 nhé. Còn bơm Hyundai sẽ là 4.500.000 này, bơm Myanmar sẽ là 4.800.000. Và bây giờ em sẽ giới thiệu đến các bác chi tiết từng mẫu nhé. Con này sẽ là đầu bò lớn các bác, đầu bò lớn này có ốc chống cháy nổ ở đây. Con này thì màn hình các bác nhìn hơi áp cài đặt chỉnh chiếc đều là màn hình kỹ thuật số, màn hình điện tử hết các bác nhé. Con bơm máy Myanmar nhé, con này bảo hành cho các bác và anh em thời gian đến 24 tháng. Con này có chế độ tăng áp cách bơm cực kỳ là khỏe nhé. Các bác bơm 100 cân thì thời gian khoảng độ tầm 35 giây thôi đúng không? 35 giây đấy, thì ở một cái video trước em cũng đã test thực tế nhé. Các bác có thể vào trong kênh của em, các bác theo dõi video em test con này 100 cân chỉ có 35 giây. Mẫu này bảo hành 24 tháng, giá công khai cho bác và anh em là 4.800.000. Con này cao cấp nhất, màn hình hiển thị kỹ thuật số điện tử hết các bác nhé. Đấy, các bác điều chỉnh ở trên mấy cái phím này nhé. Đấy, con này rất chi là hay. Con này ưu điểm thì rất chi là lớn. Giá thì cũng không đắt lắm đâu, chỉ có 4.800.000 thôi các bác nhé. Đấy, con giới thiệu đến cho bác con bơm tiếp theo này. Giới thiệu đến cho bác và anh em con bơm Hyundai nhé. Con bơm Hyundai thì hiện tại đang được bên em bán giá công khai 4.500.000. Con này có chế độ tự động ngắt, con này cũng có chế độ tự động ngắt, đầu bò lớn này. Con này thì đến từ thương hiệu Hyundai của Hàn Quốc các bác nhé. Đấy, còn Myanmar kia là của Nhật Bản. Giá tiền thì không chênh nhau nhiều lắm đâu. Con Hyundai này thì vì cài đặt áp suất tự động ngắt và đồng hồ sẽ đồng hồ cơ, các bác nhìn ở đây không phải đồng hồ điện tử kỹ thuật số nhé. Cái này có ốc chống cháy nổ, đầu bò lớn, bơm cũng rất là tốt, lịch giá cao con này. Giá thì dễ chịu hơn một chút, chỉ có 4.500.000 các bác nhé, con bơm máy Hyundai này. Đấy, bác nào muốn mua hàng thì nhanh tay gọi điện trực tiếp đến hai đầu số của shop đặt hàng nhé. Con này thì động cơ máy móc đầu bò bảo hành cho bác và anh em thời gian 24 tháng nhé. Đấy. Đây. Còn bác nào mà chơi ít này hoặc điều kiện kinh tế hạn hẹp này thì em lên cho bác một con bơm máy. Đây, con bơm máy này là bơm máy Tiger nhé, bơm máy Tiger này. Tiger, bơm máy con hổ này. Đấy, con này sẽ là bơm 40 MPa. Con này thì nọc ẩm to, có ốc chống cháy nổ đây, khi anh em bơm hơi áp cao quá nó sẽ xì hơi ra qua con ốc này các bác nhé. Đấy. Hiện tại con bơm này thì giá công khai cho bác là 3.200.000. Con này đồng hồ dầu bơm rất chi là khỏe. Trong tầm tiền 3 triệu quay đầu không có mẫu nào qua mặt được con này các bác nhé. Đấy. Đây là một cái dòng bơm hiện tại đang là mưa làm gió trên thị trường ở cái phân khúc tầm trung các bác. Đấy. Các bác bơm thì các bác lưu ý nhiệt độ đây, mình vừa để lên đến quá 35 độ, quá 55 độ các bác nhé. Đấy, con này thì bơm rất chi là khỏe rồi. Rất chi nhiều bác dùng con này, các bác thấy quá hay, quá ok, các bác lại đặt hàng hoặc giới thiệu cho anh em bạn bè tiếp nhé. Giá công khai 3.200.000, bác nào muốn mua được với một mức giá tốt hơn thì nhanh tay gọi điện đến hai đầu số gửi của shop để ép giá và thương lượng thêm. Cái này hàng của em gửi đi cho bác là miễn phí ship, được đồng kiểm nhé, đến nơi các bác được kiểm tra hàng trước khi nhận các bác nhé. Đấy là quyền lợi của các bác nhé. Đây thì một con bơm máy Tiger con hổ có giá thị trường bên đang chào bán là 3.200.000 các bác nhé. Đấy thì em vừa giới thiệu cho bác qua về một số dòng bơm máy và bơm tay nhé. Bây giờ thì em xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau.